Xin chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thu Phương, thành viên nhóm nghiệp vụ môn ngữ văn trung học cơ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Hôm nay cô sẽ đến với các em qua nội dung bài học ôn tập truyện thơ nôm trong các tác phẩm thuộc chương trình ngữ văn 9. Các em thân mến, trong nền văn học trung đại Việt Nam, có lẽ chúng ta không thể không nhắc đến đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du và nhà thơ Nguyễn Đình Triều ngồi sao sáng trên bầu trời văn học Việt Nam. Những tác phẩm truyện thơ nôm của Nguyễn Du, của Nguyễn Đình Triều luôn có sức sống lâu bền trong lòng nhân dân ta. Và trong bài học hôm nay, cô và các em sẽ cùng ôn tập những kiến thức liên quan đến truyện thơ nôm với hai nội dung cơ bản. Một, những nét chung về truyện thơ nôm. Hai, một số những tác phẩm Cơ bản trong chương trình ngữ văn chín đó là chuyện Kiều của Nguyễn Du và chuyện Nục Vân Tiên của Nguyễn Đình Triều. Để các em có thể nắm chắc những kiến thức cơ bản liên quan đến phần chuyện thơ nôm, chúng ta sẽ cùng ôn tập nội dung này. Về khái niệm, chuyện thơ nôm là thể loại dùng các thể thơ tiếng Việt, chủ yếu viết bằng chữ nôm và đó thường là thể thơ lục bát để kể chuyện. Về thời gian, truyện thơ Nôm phát triển mạnh mẽ ở nửa cuối thế kỷ 18 và thế kỷ 19. Về nội dung, truyện thơ Nôm phản ánh đời sống xã hội, những quan niệm lý tưởng nhân sinh của tác giả. Về nghệ thuật, các em có thể chú ý cho cô hai phương diện sau. Phương diện thứ nhất, về nhân vật trong truyện thơ Nôm trong truyện thơ Nôm, nhân vật thường được chia làm hai tuyến rõ rệt. Đó là nhân vật chính diện, đại diện cho cái tốt, nhân vật phản diện, đại diện cho cái độc ác, cái xấu xa. Yếu tố thứ hai về nghệ thuật mà các em có thể chú ý, đó chính là ngôn ngữ trong truyện thơ Nôm. Trong truyện thơ Nôm, ngôn ngữ có sự kết hợp giữa ngôn ngữ bình dân và ngôn ngữ bác học ngôn ngữ bình dân là lời ăn, tiếng nói hàng ngày của nhân dân như phương ngữ, tục ngữ, thành ngữ. Còn ngôn ngữ bắc học là ngôn ngữ trau chuốt, có sử dụng nhiều hình ảnh ước lệ tượng trưng, các điển tích điển cố từ Hán Việt và nhiều thủ pháp tu từ. Những tác phẩm truyện thơ lông thành công thường là những tác phẩm có sự kết hợp hài hòa giữa hai kiểu ngôn ngữ này. Như vậy, ở phần 1, cô và các em đã cùng ôn tập những kiến thức cơ bản liên quan đến truyện thơ lôm. Các em thân mến, trong chương trình ngữ văn chín, các em đã được học hai tác phẩm truyện thơ lôm tiêu biểu, đó là truyện kiều của đại thi hào dân tộc nguyễn du và truyện thơ nôm của nhà thơ nguyễn tình triều. Sau đây cô và các em sẽ cùng ôn tập lại hai tác phẩm này. Chúng ta sẽ cùng ôn tập truyện kiều của nhà thơ nguyễn du đến với tác phẩm truyện Kiều, các em cần nhớ được những kiến thức liên quan đến tác giả Nguyễn Du. Nhà thơ Nguyễn Du sinh năm 1765, mất năm 1820. Tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc, có truyền thống văn học cuộc đời của nguyễn du gắn liền với nhiều biến cố lịch sử xã hội ông từng phải ra làm quan bất đắc dĩ dưới triều nguyễn nguyễn du là người có vốn hiểu biết sâu rộng am hiểu văn hóa dân tộc và văn chương trung quốc ông để lại cho đời nhiều tác phẩm văn học đồ sộ cả về chữ hán và chữ nôm nguyễn du là đại thi hào dân tộc là danh nhân văn hóa thế giới một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. Đây là những thông tin cơ bản về tác giả Nguyễn Du mà các em cần nhớ được. Đến với tác phẩm Truyện Kiều, các em cần nắm chắc những kiến thức sau. Về nguồn gốc xuất xứ, Truyện Kiều có dựa trên cốt truyện Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân Trung Quốc, nhưng sự sáng tạo của Nguyễn Du là rất lớn. Và chính sự sáng tạo này đã góp phần làm lên giá trị kiệt tác truyện Kiều. Tên gọi khác của truyện Kiều là Đoạn Trường Tân Thanh, có thể hiểu là tiếng kêu mới về nỗi đau đứt ruột. Truyện Kiều được viết theo thể loại truyện thơ nôm, gồm 3.254 câu thơ lục bát. Tác phẩm gồm có 3 phần. Phần thứ nhất gặp gỡ và đính ước. Phần thứ hai, gia biến và lưu lạc. Phần thứ ba, đoàn tụ. Về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm truyện Kiều, các em cần nắm chắc những kiến thức sau. Giá trị nội dung của truyện Kiều được thể hiện ở hai phương diện. Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo. Về giá trị hiện thực, tác phẩm đã phản ánh về một xã hội tàn bạo bất công và số phận đầy bi kịch của con người về giá trị nhân đạo chuyện thể hiện niềm thương cảm sâu sắc đối với nỗi khổ đau của con người lên án tố cáo những thế lực tàn bạo chuyện còn đề cao tài năng nhân phẩm và những khát vọng chân chính của con người như khát vọng công lý khát vọng chính nghĩa khát vọng tự do tình yêu và hạnh phúc về giá trị nghệ thuật, các em có thể chú ý ở những phương diện sau. Đến với truyện Kiều, ngôn ngữ văn học dân tộc và thể thơ lục bát của dân tộc đạt đến đỉnh cao rực rỡ. Ngôn ngữ tiếng Việt trở lên đẹp long lanh như những viên ngọc. Yếu tố thứ hai về nghệ thuật trong truyện Kiều đó chính là nghệ thuật tự sự có bước phát triển vượt bậc. Cả về nghệ thuật dẫn truyện, miêu tả cảnh thiên nhiên, khắc họa và miêu tả tâm lý con người. Đó là những kiến thức cơ bản liên quan đến tác phẩm Truyện Kiều. Các em ạ, à, trong chương trình Ngữ văn 9, khi đến với Truyện Kiều của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, chúng ta đã được tìm hiểu rất nhiều đoạn trích hay và đẹp. Và bây giờ, cô và các em sẽ cùng ôn tập lại những giá trị chính về nội dung và nghệ thuật của những đoạn trích này nhé. Đoạn trích đầu tiên, đó chính là đoạn trích Chị em Thúy Kiều. Các em cần nhớ được những kiến thức như sau. Vị trí của đoạn trích. Đoạn trích ở phần mở đầu tác phẩm, phần gặp gỡ và đính ước. Về yếu tố nghệ thuật nổi bật trong đoạn trích này. Các em đã từng được cô giáo mình dạy rồi và chúng ta có thể nhớ được. Về nghệ thuật nổi bật trong đoạn trích, đó là khi miêu tả ngoại hình nhân vật và là nhân vật chính diện, Nguyễn Du đã sử dụng rất thành công bút pháp nghệ thuật ước lệ. Đây là một bút pháp nghệ thuật sử dụng rất nhiều trong thơ ca trung đại. bút pháp nghệ thuật ước lệ có thể được hiểu là lấy vẻ đẹp của thiên nhiên như mây, trăng, hoa, tuyết để làm thước đo, làm chuẩn mực gợi tả vẻ đẹp của con người. Và đây là một yếu tố nghệ thuật được Nguyễn Du sử dụng đặc biệt thành công trong đoạn trích. Về nội dung của đoạn trích này, các em cần nhớ lại được những kiến thức cơ bản sau. Đoạn trích khắc họa bức chân dung của chị em Thúy Kiều. Nhớ lại kiến thức chúng ta đã từng được học ở bốn câu thơ đầu với việc sử dụng hình ảnh ước lệ tượng trưng mai, tuyết và thành ngữ 10 phân vẹn 10. Nguyễn Du đã khắc họa bức chân dung của chị em Thúy Kiều trong trắng, thanh tao, hoàn mỹ. Mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Đến với bốn câu tiếp theo trong đoạn trích này, Nguyễn Du khắc họa bức chân dung của Thúy Vân vẫn tiếp tục sử dụng hình ảnh ước lệ như trăng hoa tuyết mây ngọc nhà thơ đã vẽ lên hình ảnh của một nàng thúy vân mang vẻ đẹp quý phái phúc hậu cao sang đó là vẻ đẹp hài hòa với thiên nhiên tạo hóa và khi miêu tả vẻ đẹp của thúy vân dường như nguyễn du đã có những dự cảm về cuộc đời của thúy vân sẽ bình yên hạnh phúc Nguyễn Du sử dụng tới 12 câu thơ để tiếp tục miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều. Đó là vẻ đẹp sắc sảo về trí tuệ, mặn mà về tâm hồn. Nhà thơ tiếp tục sử dụng hình ảnh ước lệ tượng trưng để miêu tả vẻ đẹp của một tuyệt thế giai nhân. Làn thu thủy, nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, nữ hờn kém xanh. Thúy Kiều không chỉ đẹp mà còn rất tài năng. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Và vẻ đẹp của Thúy Kiều khiến cho thiên nhiên tạo hóa hờn ghen đố kỵ, hoa ghen thua thắm, nữ hờn kém xanh. Dường như nhà thơ đã có những dự cảm về kiếp người tài hoa bạc mệnh khi miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều. Ở đoạn trích này, một vấn đề nữa mà các em cần ghi nhớ được đó chính là nhà thơ đã ca ngợi vẻ đẹp, tài năng của con người và dự cảm về kiếp người tài hoa bạc mệnh. Đó chính là biểu hiện của cảm hứng nhân văn ở Nguyễn Du. Như vậy, cô và các em đã ôn tập lại những kiến thức cơ bản liên quan đến đoạn trích chị em Thúy Kiều. Chúng ta cùng tiếp tục ôn tập sang đoạn trích cảnh ngày xuân. Vị trí của đoạn trích. Đoạn trích này vẫn ở phần 1 của tác phẩm phần gặp gỡ và đính ước sau đoạn tả tài sắc của chị em Thúy Kiều. Về nghệ thuật trong đoạn trích này, nếu như khi miêu tả ngoại hình của nhân vật và là nhân vật chính diện, tác giả sử dụng bút pháp ước lệ, thì khi miêu tả cảnh thiên nhiên ở đoạn trích này, Nguyễn Du lại sử dụng từ ngữ bút pháp miêu tả giàu sức gợi hình. Ví như Nhà thơ dùng cụm từ cỏ non để gợi tả sức sống mơn mờn của mùa xuân. Thi nhân dùng hình ảnh hoa lê trắng để gợi tả sự tinh khiết. Hình ảnh xanh tận chân trời mở ra không gian rạt rào sự sống. Đây chính là yếu tố nghệ thuật điển hình mà Nguyễn Du sử dụng khi miêu tả cảnh thiên nhiên. Về nội dung đoạn trích, các em cần nhớ được cho cô kiến thức sau. Đoạn trích khắc họa bức tranh mùa xuân tươi đẹp trong trẻo. Các em nhớ lại kiến thức đã được học ở bốn câu thơ đầu trong đoạn trích. Mùa xuân trong thơ của Nguyễn Du được gợi tả qua hình ảnh cánh én trao nghiêng trên bầu trời. Đó là hình ảnh của thiều quang chiến trục đã ngoài 60, ánh nắng hồng ấm áp dịu dàng. Mùa xuân còn được gợi tả qua thảm cỏ non xanh đến tận chân trời và những bông hoa lê trắng. Đặc biệt, ở những câu thơ này, nhà thơ đã rất thành công với nghệ thuật đảo ngữ điểm trắng, thành trắng điểm. Nghệ thuật đảo ngữ ấy vừa giúp chúng ta hình dung được sắc trắng của những bông hoa lê, vừa giúp người đọc hình dung được những bông hoa lê đang bung nở dưới trời xuân. Cảnh vật nhờ thế mà trở nên sống động và có hồn. Có thể nói, bốn câu thơ là một bức tranh mùa xuân hữu hương, hữu sắc, hữu tình. Bức tranh mùa xuân ấy khiến cho tâm hồn chúng ta như được tái sinh trẻ mãi. Có thể coi bốn câu thơ là một trong những đóa hoa xuân cổ đẹp của nền văn học trung đại Việt Nam. Một nội dung nữa mà các em cần nhớ được trong đoạn trích, đó chính là đoạn trích khắc họa bức tranh lễ hội trong tiết Thanh minh. Các em ạ, à, vào tháng 3 âm lịch hàng năm, nhân dân ta có một phong tục tốt đẹp, đó chính là tiết Thanh minh. Trong tiết Thanh minh, mọi người cùng đi du xuân chảy hội. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh và bức tranh lễ hội trong tiết thanh minh dưới ngòi bút của nguyễn du tiếp tục được gợi tả qua những từ ngữ bút pháp miêu tả giàu sức gợi hình thì nhân sử dụng một loạt các danh từ ngựa xe áo quần chị em tài tử giai nhân yến anh để gợi tả bức tranh lễ hội đầu xuân đông vui thì nhân sử dụng các động từ sắm sửa dập dìu giúp cho người đọc hình dung được không khí tấp lập của lễ hội. Nhà thơ còn sử dụng các tính từ gần xa, nô nức, giúp ta cảm nhận được tâm trạng náo nức vui tươi, rộn ràng của những người tham gia lễ hội. Đó là một bức tranh lễ hội đông vui. Và sau khi đi du xuân trẻ hội, mọi người cũng không quên đi tảo mộ, thăm viếng mộ của những người thân đã mất. Đây là một phong tục thấm đượm nghĩa tình của dân tộc ta, diễn ra từ bao đời nay dưới trời xuân trong sáng đoạn trích tiếp theo cô và các em sẽ cùng ôn tập đó là đoạn trích kiều ở lầu ngưng bích đến với đoạn trích này các em cần nắm chắc những kiến thức sau về vị trí của đoạn trích đoạn trích thuộc phần thứ hai của tác phẩm phần gia biến và lưu lạc nghệ thuật nổi bật trong đoạn trích đó chính là miêu tả nội tâm nhân vật các em có thể nhớ lại kiến thức mình đã học và chúng ta nhận thấy khi miêu tả nội tâm nhân vật nguyễn du đã đặc biệt thành công với bút pháp nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đây là một bút pháp nghệ thuật thường được bắt gặp trong thơ ca trung đại bút pháp nghệ thuật tả cảnh ngụ tình nghĩa là dùng phương pháp tả cảnh thông qua tả cảnh để bộc lộ cảm xúc suy nghĩ của con người đến với đoạn trích này tám câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích có thể được coi là bức tranh tả cảnh ngụ tình tuyệt bút trong chuyện Kiều. Không những thế, ở đoạn trích này nhà thơ còn miêu tả nội tâm nhân vật qua việc sử dụng ngôn ngữ độc thoại nội tâm. Điều này được thể hiện qua nỗi nhớ của nàng Kiều dành cho Kim Trọng và cha mẹ. Một số yếu tố nghệ thuật khác cũng được sử dụng rất thành công trong đoạn trích, ví như điệp ngữ buồn trông được điệp tới bốn lần hay một loạt những hình ảnh ẩn dụ ở tám câu thơ cuối cũng là những yếu tố nghệ thuật đặc sắc trong đoạn trích mà các em cần phải ghi nhớ. Về mặt nội dung của đoạn trích này, các em cần nhớ được cho cô kiến thức sau. Đoạn trích khắc họa cảnh ngộ cô đơn, buồn tủi của nàng Kiều. Như chúng ta đã từng được học, gia đình Thúy Kiều gặp nạn, Thúy Kiều buộc phải bán mình để cứu cha nàng bị mã giám sinh lừa gạt và bán vào lầu xanh. Khi rơi vào lầu xanh của mụ tú bà, Thúy Kiều đã tự vẫn nhưng không thành. Mụ tú bà đưa làng Kiều ra giam lòng ở lầu ngưng bích. Khi ở lầu ngưng bích, hướng tầm mắt nhìn ra xa, nàng Kiều chỉ thấy dãy núi xa, mảnh trăng gần như ở chung trong một bức tranh. Thiên nhiên có núi, có trăng, sơn tùy hữu tình. Có lẽ nếu ở vào một hoàn cảnh khác, đây có thể là một bức tranh thiên nhiên đẹp, nhưng đặt vào cảnh ngộ của nàng Kiều lúc này, thiên nhiên ấy sao mà trống trải, cô đơn và lạnh lẽo đến thế. Nhìn hút tầm mắt, nàng Kiều chỉ thấy những cồn cát vàng, những đám bụi hồng, không gian trở lên hoang vắng đến rợn ngợp. Sáng và tối, ngày và đêm, nàng Kiều chỉ biết làm bạn với mây sớm đèn khuya. Thúy Kiều thực sự cô đơn đến tuyệt đối. Không gian càng rộng lớn bao nhiêu thì làng Kiều của chúng ta càng trở lên cô đơn, nhỏ bé, trơ trọi và đáng thương bấy nhiêu. Một mình đối diện với mình, mênh mông trăng gió vô tình thoảng qua. Cảnh ngộ cô đơn, buồn tủi của nàng Kiều còn được Nguyễn Du thể hiện rất thành công qua 8 câu thơ cuối trong đoạn trích. Các em có thể thấy Mỗi nét vẽ của cảnh vật là một khía cạnh của nỗi buồn triền miên chất ngất. Nàng Kiều nhìn thấy con thuyền đang tìm về với bến trong buổi chiều tà, trong lòng Thúy Kiều cồn lên nỗi khao khát được đoàn tụ với gia đình. Khi Thúy Kiều nhìn thấy đóa hoa mỏng manh bị dòng nước dập vùi, khiến cho nàng Kiều lại nghĩ đến cuộc đời mình, khác nào cánh hoa kia cũng đang bị dòng đời xô đẩy, biết là đi đâu về đâu. Đặc biệt, màu sắc mịt mù, chân mây mặt đất một màu xanh xanh ở quanh đầu ngưng bích, khiến cho làng Kiều lại nghĩ đến tương lai của mình bế tắc, mịt mờ, không nối thoát. Thúy Kiều nhìn thấy sóng biển, gió biển ào ào xô tới, khiến cho làng cảm thấy sợ hãi. Dường như sóng biển, gió biển chính là những sóng gió của cuộc đời đang rình dập bùa vây lấy Thúy Kiều và có thể ập xuống đầu Thúy Kiều bất kỳ lúc nào. Có thể nói lúc này, nàng Kiều của chúng ta đang đứng ở trong mắt bão của cuộc đời. Nội dung thứ hai trong đoạn trích mà các em cần ghi nhớ đó chính là tấm lòng thủy chung hiếu thảo của Thúy Kiều. Khi nhớ về Kim Trọng, Nguyễn Du dùng từ tưởng để thể hiện nỗi nhớ của làng Kiều. Tưởng nghĩa là tưởng tượng, nàng kiều nhớ lại những kỷ niệm tình yêu từ người dưới nguyệt chén đồng và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tình yêu sắt son tấm lòng thủy chung của nàng kiều dành cho chàng kim sẽ không bao giờ thay đổi tấm son gột rửa bao giờ cho phai khi nhớ về cha mẹ nguyễn du sử dụng từ sót nàng kiều nhớ về cha mẹ nguyễn du sử dụng từ sót từ sót được đặt ở đầu câu thơ sót người tựa cửa hôm mai từ sót ấy giúp ta hình dung được tấm lòng của làng kiều nỗi xót xa của làng kiều như đau đớn quặn thắt nàng kiều xót xa bởi vì cha mẹ đã già mà vẫn phải sớm tối tựa cửa ngóng chờ tin con nàng kiều xót xa còn vì cha mẹ già mà không được ở bên chăm sóc phụng dưỡng để thể hiện tấm lòng hiếu thảo của Thúy Kiều, Thì nhân đã sử dụng thành ngữ và một loạt các điển tích điển cố văn học, quạt nồng ấp lạnh, sân lai gốc tử. qua đó chúng ta có thể thấy được Thúy Kiều là người con hiếu thảo. Như vậy cô và các em vừa ôn tập lại những nội dung chính của đoạn trích Kiều ở lầu ngưng bích. Tuy nhiên khi ôn tập ba đoạn trích này cô lưu ý như sau đến với ba đoạn trích các em có thể thấy được sự thành công của nhà thơ nguyễn du qua nghệ thuật miêu tả khi miêu tả vẻ đẹp ngoại hình của nhân vật và là nhân vật chính diện trong đoạn trích chị em thúy kiều thi nhân sử dụng bút pháp ước lệ khi miêu tả cảnh thiên nhiên trong đoạn trích cảnh ngày xuân nhà thơ lại sử dụng bút pháp miêu tả giàu sức gợi hình và khi miêu tả nội tâm nhân vật thì nhân sử dụng ngôn ngữ độc thoại nội tâm, bút pháp nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Đây chính là nét thành công trong nghệ thuật miêu tả của Nguyễn Du và cũng là một đề thi mà các em có thể lưu ý. Các em thân mến, trong chương trình Ngữ văn 9, chúng ta còn được học một tác phẩm thuộc thể loại truyện thơ nôm, đó chính là Truyện Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Bây giờ cô và các em tiếp tục ôn tập tác phẩm này truyện Lục Vân Tiên có sức sống lâu bền trong lòng nhân dân ta, đặc biệt là ở Lam Kỳ. Chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những người chèo thuyền, những người lái đò, vừa ngâm nga vài câu thơ, vừa đẩy mái chèo. Điều đó đủ giúp chúng ta hình dung được sức sống lâu bền của tác phẩm. Khi đến với tác phẩm này, các em cần nhớ được những kiến thức cơ bản về tác giả Nguyễn Đình Triều. Tác giả Nguyễn Đình Triều, sinh năm 1822, mất năm 1888, quê ở tỉnh Gia Định. Năm 21 tuổi, ông Đỗ Tú Tài. Năm 6 năm sau, ông bị mù và không đầu hàng trước số phận. Ông về quê ở Gia Định, dạy học, bốc thuốc, sáng tác thơ văn. Nguyễn Đình Triều là một nhà thơ, nhà văn lớn của dân tộc. Ông để lại rất nhiều những tác phẩm có giá trị truyền bá đạo lý làm người và cổ vũ tinh thần chiến đấu chống giặc của nhân dân ta. Nhà thơ Nguyễn Đình Triều được ví như một ngôi sao sáng trên bầu trời văn nghệ Việt Nam. Nguyễn Đình Triều trọn đời một tấm lòng son. Vậy đây là một số kiến thức cơ bản liên quan đến tác giả mà các em cần phải nắm chắc. Bây giờ cô và các em cùng chuyển sang phần tác phẩm. Khi chuyển sang tác phẩm Chuyện Lục Vân Tiên, các em cần nhớ được cho cô những kiến thức sau. Thứ nhất về hoàn cảnh ra đời. Tác phẩm này được sáng tác vào đầu những năm 50 của thế kỷ 19. Tác phẩm được viết theo thể loại truyện thơ nôm, gồm 2082 câu thơ lục bát. Nội dung của truyện Lục Vân Tiên, các em cần nắm chắc được đó chính là tác phẩm xoay quanh cuộc đời của các nhân vật mà tiêu biểu là nhân vật Nục Vân Tiên. Qua đó, truyện thể hiện khát vọng, truyền bá đạo lý làm người. Mở đầu tác phẩm, nhà thơ cũng đã từng viết: Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trong mình. Đây là một số những kiến thức cơ bản liên quan đến tác phẩm mà các em có thể cần ghi nhớ. Trong chương trình Ngữ văn 9, các em đã được học đoạn trích lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga bây giờ cô và các em cùng ôn lại nội dung của đoạn trích này nhé về vị trí của đoạn trích đoạn trích thuộc phần mở đầu tác phẩm về nghệ thuật đoạn trích khắc họa vẻ đẹp của nhân vật thông qua cử chỉ hành động lời nói ngôn ngữ mộc mạc bình dị và đậm chất lam bộ đây là một số những yếu tố đặc sắc về nghệ thuật trong đoạn trích mà các em cần ghi nhớ về nội dung của đoạn trích đoạn trích khắc họa những phẩm chất đẹp đẽ của nhân vật lục vân tiên và kiều nguyệt nga nhớ lại kiến thức các em đã được học chàng trai lục vân tiên sau khi từ giã thầy xuống núi trên đường về thăm cha mẹ chẳng thấy bọn cướp đang hoành hành hại dân làng lục vân tiên đã dũng cảm nhận việc đánh cướp cứu dân vân tiên ghé lại bên đàng bẻ cây làm gậy nhằm làng sông vô chàng trai lục vân tiên của chúng ta xông vào trận đấu với lòng dũng cảm tuyệt vời vân tiên tả đột hữu sông khắc nào triệu tử phá vòng đương giang lục vân tiên chiến đấu là để bảo vệ dân lành như thế mục đích chiến đấu của lục vân tiên là để bảo vệ chính nghĩa kết quả của trận chiến đấu này Lục Vân Tiên đã chiến thắng. Qua đó, nhà thơ như muốn khẳng định, cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác. Vẻ đẹp của nhân vật Lục Vân Tiên còn được thể hiện trong cuộc gặp gỡ với Kiều Nguyệt Nga, người con gái mà mình đã cứu. Khi gặp Kiều Nguyệt Nga, chàng là một chàng trai rất nhân hậu. Vân Tiên nghe nói động lòng, đáp rằng ta đã trừ dòng nâu na. Chàng còn là một chàng trai có phong thái đường hoàng, khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai. Đặc biệt, một vẻ đẹp phẩm chất khác của Lục Vân Tiên khiến cho chúng ta yêu quý nhân vật này. Đó chính là một chàng trai trọng nghĩa khinh tài. Khi Kiều Nguyệt Nga nói đến việc trả ơn, chàng trai Lục Vân Tiên nghe nói liền cười. Vân Tiên nghe nói liền cười, làm ơn há dễ trong người trả ơn. Và nhớ câu kiến nghĩa bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Đến với đoạn trích này, chúng ta còn cảm nhận được vẻ đẹp của nhân vật Kiều Nguyệt Nga. Đó là một cô gái thủy mị, nết la, có học thức, hiếu thảo và coi trọng ân nghĩa. Qua hai nhân vật, nhà thơ muốn thể hiện khát vọng, hành đạo giúp đời, truyền bá đạo lý làm người. Đây là nội dung chính của đoạn trích. Các em thân mến, như vậy cô và các em vừa ôn tập lại một số những tác phẩm viết theo thể loại chuyện thơ nôm trong chương trình ngữ văn 9 kỳ 1. Và để buổi ôn tập hôm nay hiệu quả hơn, cô mời các em làm cho cô những bài tập sau. Bài 1. Viết đoạn văn diễn dịch từ 10 đến 12 câu cho câu chủ đề. Khác với Thúy Vân, Thúy Kiều mang vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà cả về tài lẫn sắc. Để viết được đoạn văn này, các em cần xác định được hình thức của đoạn văn. Đoạn văn trình bày theo lối diễn dịch. Từ 10 đến 12 câu. Về mặt nội dung của đoạn văn, các em cần làm sáng tỏ được hai ý cơ bản, đó là vẻ đẹp nhan sắc của Thúy Kiều và vẻ đẹp tài năng của Thúy Kiều. Ở bài tập 2, cô có yêu cầu sau: Viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu nêu cảm nhận của em về hai câu thơ: Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Các em viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu và khi cảm nhận hai câu thơ này, các em cần phải chỉ ra được những yếu tố về nghệ thuật và nội dung chính của hai câu thơ. Bài tập thứ ba, cô có yêu cầu sau. Nêu những vẻ đẹp phẩm chất của Lục Vân Tiên qua đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Các em cần nhớ được khi Lục Vân Tiên đánh cướp, chàng có những vẻ đẹp gì khi Lục Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga, chàng có những vẻ đẹp gì? Và chúng ta có thể khái quát lại những vẻ đẹp của nhân vật Lục Vân Tiên. Các em thân mến, buổi sau các em sẽ tiếp tục được học với chủ đề ôn tập truyện thơ hiện đại Việt Nam. Và đây chính là nội dung các em cần chuẩn bị để các thầy cô giáo tiếp tục lên lớp với các em ở những bài ôn tập sau. Cô chúc các em học tập tốt và luôn giữ gìn sức khỏe buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là hết thân ái tạm biệt các em